cá các bác, thì thường thường khách hàng là đã đem ra nuôi cái bể cá côi á, thì cái lượng phân thải ra rất chi là nhiều và phải thao nước thường xuyên á. Thì hôm nay em sẽ chế cái lọc này để khách hàng lọc tuần hoàn đó các bác, mà mình vẫn đảm bảo được cái chất lượng nước và có thể bổ thêm các cái vật liệu tạo những cái vi sinh vật, cái khoáng chất tốt cho cá. Thì ở đây là các cái hệ thống mà em đang làm với các bác, có cả cái 250 và cái 200. Thì em sẽ review quay lại và nói sơ qua về cái tính năng. Thì nếu mà các bác mà nuôi cá cảnh trong gia đình, hoặc là các bác lọc nước gia đình, thì hoặc là cái nước giếng khoan của các bác á, mà khi mà bơm nước lên á, nó bị hút thiêu cát á, đúng không? Cái cát nôn nó lên rất chi là nhiều. Ở trên bồn á, thì mình có thể dùng theo cái công thức này để mình lọc các cái cát, các cái tạp chất đó đi được. Thì em sẽ quay chi tiết để các bác xem, các bác có thể tham khảo và sử dụng cho cái hệ thống lọc gia đình nhà mình nha. Và các bác thấy ở đây là cái hệ thống cây lọc nước em làm cho khách hàng, đạt cái số lượng khá chi là nhiều các bác ạ. Đây là toàn bộ là em chế để cho khách hàng lắp lọc bể cá, bởi vì anh làm kinh doanh về bên bán cá cảnh nha, cho nên là muốn đạt cái số lượng cây lọc nhiều để lắp cho khách hàng. Và cái cây lọc này cũng có thể lọc các cái cặn bẩn, các cái phân cá ra, và nó có thể tạo được cái khoáng chất, cái vi sinh vật tốt để mình lấy cái nguồn nước nó ngược lại nuôi cho cá nhé. Thì ở đây thì để mà tạo cái khoáng chất tốt cho cá và lọc được cái cặn bẩn đó, thì cái cây lọc này em chế mẫu nó hơi khác so với cái cây lọc nước một chút. Thì tí này em sẽ quay và nói chi tiết. Và ở đây thì các bác thấy là cái ống lọc của em làm rất chi là đã chắc chắn. Thì ống là ống tốt các bác, và ống nó dày 6 ly 2. Các bạn thấy cái độ dày của ống này đấy. Và ở đây là em đã hàn 3 lớp dày, lớp dây hàn này các bác. Ở cái vành viền này hàn 3 lớp dày, và ở cái phần diện này cũng 3 lớp dày các bác nhé. Và sau khi hàn xong á, thì bôi thêm một lớp keo PVC nữa để cho nó ra cố cái này cho nó chắc chắn, sau này nó tránh cái trường hợp là dọa rỉ thấm nước. Và trên đây là cái diên, phần diên này thì để sau mình bủa vật liệu lọc vào các bác. Thì ở bên trên cái nắp này sau này em còn đổ một lớp lanh kia nữa, và hàn một cái lớp nắp nó dài như cái cây này. Cây này là em đã làm hoàn chỉnh rồi các bác. Đây, cái này là làm hoàn chỉnh rồi. Đấy, thì cũng có thêm một cái lớp nắp bên trên nữa, và tiếp tục hàn một lớp bên trên nữa. Và ở cái đoạn giữa, không gian giữa nối giữa hai ống này, thì đổ một lớp lanh kia để cho nó chịu được cái áp suất của nước á. Nhưng mà đối với cái cây lọc cá này thì nói chung là nó cũng không có áp suất mấy, bởi vì khi mà các bác bơm á, thì thường thường các bác dùng cái hệ thống bơm cá các bác lọc qua thì là nước nó cũng lọc chậm thôi, và nó sẽ rất chi là sạch. Thì các bác có thấy ở đây là cái cây lọc mà em đã làm hoàn chỉnh này. Đây, đây là cái cây lọc mà em đã làm hoàn chỉnh. Thì đối với cái cây lọc bể cá này á, thì em sẽ làm lọc ngược các bác nha. Đây, thì sẽ làm cái hệ thống lọc ngược. Và ở đây là các bác thấy hai cái khóa này thì nguồn nước nó lại vào đây, đây các bác. Đây. Đấy. Thì ở đây sau này ví dụ như mà mình dùng cái hệ thống bơm cá nhỏ thì mình sẽ chế một cái diên vào đây để cho cái nguồn nước nó vào đây các bác. Thì mình sẽ khóa cái khóa trên lại, và cái nguồn nước nó sẽ đi xuống dưới đây các bác, nó chạy xuống dưới đáy đây. Đây. Nó xuống dưới đáy và nó vào đây, và đây cái khóa xả nha, mình có thể khóa lại. Thì ở cái khóa này để cho nó gọn á, thì khi mà về nó sẽ tùy theo cái địa hình của các bác mà mình để, sau này mình sẽ chế cái này, các cái điểm này cho nó gọn lại. Thì ở đây là em làm thí dụ để cho các bác xem về các cái công dụng của nó thôi. Và nó sẽ lọc cái nguồn nước lên đây các bác. Thì ở cái đoạn trống này này, thì các bác thấy đây là một cái nắp, đúng không? Cái nắp này là em sẽ lắp cái ngang cái phần trống đây. Đây các bác. Ở bên trong cái đoạn này sẽ có một cái lớp nắp như thế này các bác. Đây, cái lớp nắp lỗ li ti như thế này là em làm ở bên trong đây. Thì các bác thấy là cái đoạn ở bên dưới này, cái đoạn từ dưới này chạy lên đến cái điểm này là cái phần trống. Thì cái phần trống thì sau này á, khi mà các bác bơm nước vào á, nước nó sẽ lọc từ dưới đây lọc lên. Thì cái phần cát mình đổ bên trên này, nó sẽ dỡ lên cái cặn bẩn ở bên dưới đây, và nó sẽ rơi xuống dưới đáy đây, nó đóng lại. Thì sau này mình sẽ dùng chế độ mình sục rửa, mình đẩy nó ra, đúng không? Thì từ cái điểm mà cái nắp này, từ cái điểm mà em để cái nắp này các bác, nó nằm như thế này, thì đổ lên thì các bác đổ cho em khoảng 40 phần cát, đúng không? Ở đây là sẽ khoảng 4 đến 50 phần cát các bác, 4 đến 50 phần cát để cho cái cát nó lọc sạch, nó dỡ lại cái tạp chất, cái phần cá và các cái cặn bẩn nó làm trong nước đi á. Đúng không? Thì khi mà cái cát nó lọc sạch xong á, thì chạy lên cái phần trên đây, thì các bác có thể bỏ những cái hạt tạo những cái vi sinh vật tốt có lợi cho cá vào. Thì
thì ví dụ như mà ở trên thị trường thì bán các hạt lọc cho cá nó rất chi là nhiều, cái hạt tạo vi sinh vật, tạo oxy và tạo các cái độ pH cho cá, thì các bác có thể bổ thêm một cái đoạn trên này, đúng không? Khi mà lọc qua các cái hạt này á, thì cái nguồn nước nó sẽ ra đây, đúng không? Thì ở đây á, thì các bác có thể lấy cái khóa trên này làm cái khóa nước sạch ra, hoặc là các bác lấy cái khóa ở cái điểm này. Đây, nó có hai cái điểm khóa, em quay xa chút cho các bác xem. Đấy, nó có hai cái điểm khóa này. Thì các bác lấy đoạn nào cũng được. Thì các bác lấy một điểm nước ra á, thì ở cái đầu ra này này. Đấy, cái đầu ra này. Ví dụ em lấy ở trên này đi, đúng không? Còn cái khóa này sau này em dùng để làm cái khóa xả cạn. Thì khóa sục trên đấy. Thì cái khóa sục xả trên, thì cái điểm này em lấy nước ra chẳng hạn. Thì ở cái đầu này ra này, thì các bác có thể mua cái bộ trộn khí Suntory Mini á, cái bộ trộn khí nhổ Lady á, thì khi mà cái nguồn nước các bác bơm qua đây á, đúng không? Nó lọc ra cho cá, các bác cấp ở bể cá thì các bác lắp cái van hộ khí vào đây thì nó sẽ nước, nguồn nước nó chạy qua, nó sẽ tạo cái áp suất ngược và nó sẽ hút 50% cái khí oxy và 50% nước nó bộn quay lại và các bác xả vào bể cá thì nó rất chi là tốt, đúng không ạ? Thì ở cái cây lọc này thì khi mà các bác hút lại cái nước của cá, của cái bể á, thì nó đã làm sạch cái nước đấy rồi. Và khi mà lên cái tầng vật liệu ở trên, giống như em nói đó, là mình bổ các cái hạt lọc tạo những cái vi khuẩn, cái vi sinh lợi tốt cho cá và các cái hạt nâng pH để nó ổn định cái nguồn pH của nước á, thì sau này nó chạy qua cái van bọn khí này, nó sẽ hút thêm cái lượng khí oxy vào, thì các bác cấp ngược lại cho bể cá nó rất tốt. Như vậy thì các bác sẽ đỡ phải cái công thau giữ nước cho cá. Và cái này thì các bác lọc tuần hoàn được, thì khi mà các bác dùng cái máy các bác bơm nước vào thì các bác hút, ví dụ như cái đầu nước này thì các bác chua sang một bên để cái đầu nước sạch á, thì cá nó sẽ tập trung vào cái đầu nước oxy nước sạch á, thì khi mà cá nó tập trung nó bơi và nó bên cái phần nước sạch của oxy này, thì cái phần phân bẩn nó sẽ chuyển sang một góc bên này, thì ở cái góc bên này các bác sẽ lắp một cái máy bơm, đúng không? Cái máy bơm hút cho bể cá, máy bơm nhỏ ví dụ hút vô bể cá, thì các bác lắp cái máy bơm ở cái phần đấy thì các cái cặn bẩn nó sẽ chảy sang cái phần máy bơm đó, và từ cái phần máy bơm đó các bác sẽ hút cái nước này, cái bể cá đó các bác bơm vào cái cây lọc này, đúng không ạ? Thì cái cây lọc này nó sẽ xử lý cho các bác cái lượng nước và cái phần cặn bẩn mà các cái phân mà cá nó thải ra, thì cái cây lọc này nó sẽ lọc, nó giữ lại và nó qua cái lớp cát, nó sẽ lọc trong nước đi cho các bác. Thì sau khi lọc trong nước xong á, thì các bác qua những cái hạt tạo vi sinh vật đó nó lại quay ngược lại. Như vậy thì cái quá trình mà các bác lọc tuần hoàn cái nguồn nước như vậy thì nó cứ trao đổi nguồn nước đi nước lại. Như vậy thì nó sẽ đỡ được cái công thay nước của các bác và cái bể cá của các bác, nó rất chi là tốt. Thì bình thường nếu mà các bác dùng bể cá, các bác cũng phải dùng một cái máy bơm để các bác tạo cái khí oxy cho cá để nó thở, đúng không ạ? Thì mình tận dụng cái máy bơm đó, mình mua một cái máy bơm nước, mình bơm qua cái cây lọc này thì nó sẽ tạo cái nguồn nước nó trong cho cái bể cá đó. Và khi mà cái nguồn nước ra nó vẫn tạo được cái oxy cho cá nó, và nó qua những cái hạt tạo khoáng, tạo vi sinh vật tốt cho cá, thì các bác dùng nó sẽ rất tốt. Thì ở đây là một cái hệ thống, một cây lọc em làm đơn cho khách, nó có cả cây 200, cây 250. Và ở đây nếu mà các bác dùng các cái bể cá mini, các bác có thể dùng những cái cây ví dụ như 160 nhỏ hơn để các bác lọc. Thì nếu như bác nào không có thời gian mà cần làm lọc các cái hệ thống bể cá, thì các bác có thể kết bạn Zalo với em theo cái số điện thoại 0981711236. Thì em sẽ báo giá cụ thể cho các bác từng cái hệ thống lọc, ví dụ như lọc nhỏ đến lọc tua, nó tùy vào cái khối lượng nước ở nơi bể cá và cái diện tích cá bác nuôi. Thì ở đây là khách hàng người ta đặt em cái hệ thống lọc nước tua với cái công suất của ống 250 và ống 200 các bác, thì em qua lại cho các bác xem. Còn mình cũng có thể mình nuôi ít hoặc bể mini thì mình có thể dùng những cái ống 160 cũng được, nhỏ hơn cũng được. Thì đây là quá trình mà làm cái cây lọc để lọc cái cặn bẩn và tạo những cái nguồn nước sạch vi sinh vật tốt để quay lại cho bể cá. Thì các bác xem có thể tham khảo và có ý kiến gì xin để lại bình luận và comment ở bên dưới. Và không quên đăng ký ủng hộ kênh Trường Dâu nhé. Thì xin cảm ơn tất cả các bác đã xem video và chúc các bác nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống.